xin chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Showroom Sài Gòn Ca chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Với 5 tiêu chí vàng là xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không đại tu động cơ hộp số, xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm tại số nhà 613, 615 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng em có hỗ trợ khách hàng thẩm định giá, thẩm định chất lượng xe miễn phí, hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng bộ rút luật sơ gốc nha. Trong video thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, thay mặt đội ngũ của showroom Sài Gòn Ca xin gửi ngàn năng lượng mạnh mẽ tới tất cả khán giả thân yêu của chúng em, và hy vọng là một tuần mới làm việc gặt hái được nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc nhé. Video đầu tuần ngày hôm nay em Quỳnh có rất nhiều sản phẩm mới về và tài chính vô cùng êm ái. Những chiếc xe siêu cọp, chạy ít km, có đầy đủ lịch sử bảo hành bảo dưỡng ở trong hệ thống của hãng cũng như là một chủ từ đầu. Đấy là những cái tiêu chí cơ bản nhất mà bọn em chọn sản phẩm về để phục vụ quý anh chị. Và không để mọi người chờ lâu, trước màn ảnh nhỏ chúng ta đó chính là chiếc Honda City bản top. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, đã lăn bánh là 18.000 km. Hơn 5 năm sử dụng rồi mà lăn bánh chỉ có 18.000 km thôi, xe vẫn vận hành rất trơn tru, bảo hành đúng đều theo định kỳ của hãng và không hề thiếu mốc nào. Với hệ nước sơn màu xám và nội thất là ghế da nguyên bản tông màu đen, bản top là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda City. Xe nhà em Quỳnh sơn zin còn lên tới 99% giá trị xe. Chất lốp là nguyên dàn theo xe, sơ cua chưa hạ, keo chỉ, khung gầm nguyên zin, các bác check test thoải mái nhé. Và tại showroom chúng em có hệ thống nâng gầm, nên là quý anh chị nào muốn nâng gầm thì qua ngay showroom chúng em để em Quỳnh hỗ trợ nha. Bây giờ cả nhà cùng em Quỳnh sẽ đi khám phá qua về form dáng thiết kế, xem là ở trên bản top này nó khác gì với cả bản CBT được không ạ? City là một chiếc xe thuộc phân khúc B lành tính này, ngon, bổ, rẻ, số tự động mà giá thì vô cùng êm nha. Các bác nhìn qua bộ lốp này, dàn lốp nguyên zin theo xe, đan lốp 2019, mâm phay không một vết xước. Phải nói là vô cùng đẹp. Và với động cơ 1.5 AT thì em nó chỉ cho mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 5 lít rưỡi cho đến 6 lít nhé. Nội thất ghế da tông màu đen, xe có trang bị là đề nổ da tốp, 8 loa giải trí cùng hệ thống an toàn lên tới 6 túi khí nhé. Đây là chi tiết ăn tiền nhất so với cả bản CVT mọi người ạ. Còn về form dáng thì thiết kế như nhau và sử dụng chung động cơ. Quý anh chị có thể nhìn qua khoang nội thất của dòng Honda City với nội thất là ghế da tông màu đen. Và theo em Quỳnh, khi mà đã trải nghiệm ở rất nhiều dòng xe với nhiều phân khúc khác nhau thì em Quỳnh thấy City là một chiếc xe vừa vặn trong một cái khoản chi phí khoảng 400 triệu ấy. Thì City là một cái chiếc xe mà em Quỳnh nghĩ ngay tới khi mà có khoản đó. Nội thất này rất là rộng, cũng có cửa gió điều hòa phía sau. Cái chi tiết này nhá, Mazda 3 gần như là không có thể địch lại City đâu các bác ơi. Nên là các bác có thể chú ý nhá. Đấy, trần lỉ này không có một vết xù nào cả. Xe quá đẹp luôn. Nó rất là vừa vặn trong cái cửa tiền mọi người ơi. Phần cốp này, đấy, xe mới cập bến tại Sài Gòn Ca thôi nhưng gần như trước này là em không có muốn dọn dẹp gì cả. Một chiếc xe mộc nguyên bản mà đẹp như thế này thì quý anh chị qua ngay showroom chúng em để xem nhá. Và ngắm là xem có đúng như em Quỳnh tả không. Và chiếc này thì vẫn còn được ngân hàng hỗ trợ trả góp lên tới 65% giá trị xe trong vòng 5 năm. Nên là quý anh chị có thể cân nhắc cái phần tài chính của mình nhá. Honda City bản top với động cơ 1.5 số tự động năm 2019 đã được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 438 triệu nhá. Ngon, bổ, rẻ trong tầm giá đây. Hôm nay một cái chiếc xe mới về cùng với cả Honda City đó chính là chiếc Mazda 3. Mazda 3 này thì em thấy là vừa mắt chị em chúng mình hơn này. Đấy, phái nữ lái thì rất là vừa vặn, form dáng mềm mại uyển chuyển. Nhưng mà cái chiếc xe này với form dáng hatchback nhá, rất là nổi bật khi mà chúng ta di chuyển ở trên phố. Đấy, anh nào mà đang vọ giận chẳng hạn, nghe em Quỳnh nhá, mua cái chiếc xe này cho chị trải nghiệm xem. Mazda 3 động cơ 1.5 form dáng hatchback, xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, đã lăn bánh là 76.000 km với lốp sơn màu xanh Kawasaki và nội thất là ghế da tông màu đen nhá. Trước này có một điểm cộng đó chính là độ lên hệ thống cam 360 tích hợp với cả màn hình cảm ứng ở phía trung tâm. Cả nhà cùng theo chân em Quỳnh xem là chiếc Mazda 3 này có cái điểm gì mà cũng trở thành một cái chiếc xe phân khúc C rất là ăn khách, và em Quỳnh thấy là cũng có những cái ưu điểm mà muốn chia sẻ với mọi người.
Thì thứ nhất là về ngoại hình của Mazda 3 là ăn điểm rồi. Con này em sẽ chấm 9 trên 10. Đấy, bù lại một điểm để quý anh chị đưa ra những khuyết điểm nhá. Vô lăng cần số rất là mới. Đây là màn hình zin nguyên bản ở phía trung tâm. 2016 mà có đã trang bị đề nổ star top rồi và có cửa sổ lóc nữa nhá. Đây này, cái chi tiết cửa sổ lóc đây. Đấy, mà bây giờ thì Mazda 3 cái form gần đây nhất có rất nhiều phiên bản đã cắt cửa sổ lóc rồi, nên là quý anh chị nào mà muốn một cái chiếc xe đầy đủ option như vậy thì liên hệ em Quỳnh ngay lập tức nhá. Ghế da nguyên bản rất là mới, 76.000 rồi. Em phải chia sẻ thật với mọi người rằng là Mazda là một trong những cái dòng mà em rất là ghét, bởi vì nội thất nó rất là nhanh xuống các bạn ạ. Nhưng mà quý anh chị nhìn qua này, ghế 76.000 km của em Quỳnh nó rất là đẹp. Đó, đã lên trải thảm sàn, trông rất là sạch sẽ. Giá thì ok, giá con này hiện tại đang là rẻ nhất nhì của hàng. Đây, cái form dáng hatchback là như này. Mai thì có cái điều kiện là em có một chiếc Mazda 3 năm 2015 của sếp nữa, thì em sẽ đánh ra để lái cho mọi người, để quay cho mọi người xem nhé. Cản gió này, form dáng hatchback. Trước này thì đang được Sài Gòn Ca chào bán mức giá đầu 3 nhé. Em bật mí cho quý anh chị như thế. Còn về tổng quan của một chiếc xe Mazda 3 hatchback của nhà em Quỳnh là như vậy. Bây giờ em Quỳnh sẽ đọc lại thông tin để quý anh chị cùng tham khảo và nắm rõ hơn nhé. Mazda 3 với động cơ 1.5 hatchback năm 2016 đang được Sài Gòn Ca chào bán mức giá là 378 triệu nhá. Giá rất là êm ái rồi, em Quỳnh đăng giá là không bao giờ để mọi người có mất lòng ai đâu. Nên là các bác mà ôm cái chiếc xe nào thì liên hệ ngay cho em Quỳnh để Quỳnh hỗ trợ nhá. Sorry mọi người là do cái tiếng địa phương á và cũng không phải là xuất phát là một biên tập viên, một người dẫn chương trình được đào tạo bài bản. Nên là trong quá trình dẫn thì em Quỳnh có bị ngọng cái phần N và L. Đây là đặc trưng của quê hương em Quỳnh. Nên nếu như mà mọi người thấy như thế thì trong quá trình thì em sẽ cố gắng hoàn thiện nha mọi người. Còn nếu như mà mọi người thấy khó chịu quá thì hoan hỉ, thông cảm, bỏ qua cho em Quỳnh nhé. Và chiếc xe tiếp theo đó chính là Ford Fiesta. Chiếc xe nhà em Quỳnh được sản xuất năm 2015 nhé. Chiếc này lăn bánh là 34.000 km. Đã 9 năm sử dụng nhưng lăn bánh chỉ có 34.000 km thôi. Lớp sơn màu xám lông chuột và nội thất là ghế da tông màu kem nha mọi người. Đấy, trước này thì nó form dáng hatchback, cái phần đuôi nó cũng khá là thể thao. So giống như trước Mazda 3 em Quỳnh vừa quay á. Đó, phần cốp đây, nước sơn rất là đẹp nha. Đó, sơn xi bên ngoài rất là đẹp, nội thất cũng rất là mới. Và giá thì cũng rất là êm cho quý anh chị tham khảo với mức giá là 299 triệu đồng. Để sở hữu ngay chiếc Ford Fiesta năm 2015 lăn bánh 34.000 km nhé. Bên này là chiếc Kia Soluto với động cơ 1.4. Đây là phiên bản số tự động. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, 5 năm lăn bánh 20.000 km. Nước sơn màu đen, nội thất là ghế da tông màu ghi. Một chiếc xe phân khúc A cộng nhưng mà giá thì lại rẻ hơn cả Morning. Đấy, Morning bây giờ em thấy là những cái form phiên bản X-Line và GT-Line để có thể lăn bánh được em nó thì quý anh chị phải mất đâu đó khoảng hơn 500 triệu. Đúng không ạ? Nhưng mà với dòng Kia Soluto mà đẹp như thế này và lướt chỉ có 20.000 km thôi, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị tài chính là 348 triệu nhé. 348 triệu sở hữu ngay Kia Soluto phiên bản 1.4 Deluxe năm 2019 nhé. Bên này em Quỳnh có một dòng MG, là một chiếc xe thuộc phân khúc C nhưng mà giá thì lại êm ái nhá. Đầu 4 bây giờ quý anh chị có thể lựa chọn Honda City hoặc Toyota Vios. Nhưng mà quý anh chị cũng có thể tham khảo chiếc MG5. Chiếc xe nhà em Quỳnh được sản xuất và đăng ký năm 2022, lăn bánh 25.000 km nhá. Đây là phiên bản 1.5 Standard với nước sơn màu đen và nội thất là ghế nỉ nguyên bản tông màu đen. Hệ thống giải trí 4 loa có đề nổ start top. Màn hình cảm ứng ở phía trung tâm và phanh tay điện tử, camera hành trình nhá. Kiếm đâu một chiếc xe giá 418 triệu mà công nghệ đầy đủ, form dáng thì trẻ trung, hiện đại và thể thao, và được hỗ trợ trả góp lên tới 65% giá trị xe nhá. 418 triệu sở hữu ngay MG5 phiên bản 1.5 Standard năm 2022. Trong kia em Quỳnh vẫn còn rất nhiều những mẫu xe nữa, quý anh chị cũng theo chân em Quỳnh nha. Trong này là Mazda CX-8. Mazda CX-8 phiên bản 2.5 Premium, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Đã lăn bánh là 18.000 km, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu nâu, thiết kế da lắp pan. Là bản full cao cấp nên công nghệ quá là nhiều rồi, quý anh chị không có cần phải độ gì thêm nhé. Cốp điện, cam 360, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, hắt kính hiển thị vận tốc, ghế chỉnh điện, hai vị trí nhớ ghế, 10 loa Bose nhé, quý anh chị ạ.
Và chiếc xe này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 968 triệu. 968 triệu sở hữu ngay Mazda CX-8 phiên bản Premium năm 2022. Và sáng ngày hôm nay thì em Quỳnh cũng đã nhận cọc được trước đó Kia Sedona năm 2018 với lớp sơn màu trắng quý anh chị ạ. Ở Sài Gòn Ca thì còn rất nhiều mẫu xe Kia Sedona với đa dạng các màu nhé. Như chiếc xe mà em Quỳnh đang đứng cạnh là Kia Sedona phiên bản 2.2 phun dầu, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, đã lăn bánh là 73.000 km với nước sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu kem nguyên bản. Chiếc này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 845 triệu nhé. 845 triệu chiếc xe này rất là êm ái, một chiếc xe thuộc phân khúc MPV cỡ trung như những chuyên cơ mặt đất mọi người ơi. Ở trong bên này thì em Quỳnh có chiếc Honda City bản CVT năm 2019. Hiện tại thì em Quỳnh đang có một cặp Honda City, nên là quý anh chị nào mà mong muốn trải nghiệm và so sánh giữa hai phiên bản có thể qua ngay Sài Gòn Ca nhé. Chiếc xe màu đen mà mọi người đang ngắm qua là Honda City bản CVT với động cơ 1.5 số tự động, xe được sản xuất năm 2019, lăn bánh 90.000 km. Sài Gòn Ca đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 375 triệu nhé. 375 triệu mẫu xe này. Bên này là Chevrolet Cruze bản LTZ với động cơ 1.8 số tự động, xe được sản xuất và đăng ký sản xuất năm 2017, lăn bánh 48.000 km, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu đen, mẫu xe công nghệ nhiều, tính năng an toàn nhiều, động cơ 1.8 vừa đầm vừa bốc. Chiếc này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 305 triệu nhé. 305 triệu cho một mẫu xe sedan màu trắng rất là dễ sử dụng như thế này. Và bên này có Hyundai Tucson. Ở đây là phiên bản máy xăng tiêu chuẩn với động cơ 2.0 AT, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao của nhà Hyundai. Giá thì là Tucson nhưng mà rẻ như Kona quý anh chị ạ. Cạnh tranh trực tiếp với cả Mazda CX-5 nhưng mà Tucson thì vô cùng mạnh mẽ và trung tính nhá. Bác nào mà đang muốn trải nghiệm dòng Tucson với động cơ 2.0 AT phiên bản máy xăng năm 2021 thì em Quỳnh đấy, trước này được trang bị lớp sơn màu đen này, lăn bánh chỉ có 20.000 km thôi, hơn 3 năm sử dụng lăn bánh 20.000 km. Và đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 699 triệu nha, 699 triệu mẫu xe này. Trong này là Mitsubishi Outlander, một mẫu xe thuộc phân khúc Cross Rover 5+2 chỗ ngồi. Đây là phiên bản 2.0 Premium, phiên bản cao cấp nhất của dòng Outlander. Nước sơn màu đỏ, nội thất là ghế da tông màu đen, có cam 360, có màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, có ghế chỉnh điện, có phanh tay điện tử, có cửa sổ nóc, có cốp điện nha mọi người. Và xe 7 chỗ mà giá chỉ có 735 triệu nhé. Quý anh chị tham khảo dòng Outlander qua ngay showroom Sài Gòn Ca trải nghiệm mẫu xe này với mức giá là 735 triệu nha. Bên này là Toyota Altis bản 1.8G, xe được sản xuất năm 2017, đã lăn bánh là 67.000 km, nước sơn màu nâu và nội thất là ghế da tông màu kem. Xe mua mới một chủ sử dụng từ đầu nha, lăn bánh 6,7 vạn km, bảo dưỡng đều đặn theo lịch sử của hãng và đã rút hồ sơ gốc cầm tay, rất là tiện lợi trong quá trình sang tên. Và chiếc này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 480 triệu đồng và có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhé. Kia Cerato số sàn cho quý anh chị nào lái được bằng B2 nha. Chiếc xe nhà em Quỳnh là Cerato 1.6 MT, xe được sản xuất năm 2018. Đã lăn bánh là 68.000 km, nước sơn màu đỏ và nội thất là ghế da tông màu kem. Thiết kế ghế múi thể thao ôm sát cơ thể, đã lên camera hành trình. Động cơ 1.6 MT tiết kiệm nhiên liệu, là chiếc xe được đánh giá trẻ trung và có nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc xe. Ở Cerato ra đời thì vẫn làm sao xuyến bao nhiêu chàng trai và cô gái phải không ạ? Chiếc này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 375 triệu nhé. 375 triệu để sở hữu ngay Kia Cerato 1.6 MT năm 2018 có hỗ trợ trả góp ngân hàng nha. Đây là anh cả nằm trong phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ, Ford Everest ra đời chưa bao giờ làm khán giả chúng ta thất vọng phải không ạ? Chiếc xe nhà em Quỳnh là phiên bản Ford Everest Titanium 2 cầu năm 2020. Xe lăn bánh 30.000 km, nước sơn màu đen, nội thất là ghế da tông màu đen, công nghệ nhiều, giải trí nhiều, tính năng an toàn, đứng đầu trong phân khúc với động cơ 2.0 biturbo. Và chiếc này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 979 triệu đồng nha. Lưu ý là phiên bản cao cấp nhất Titanium 2 cầu nha mọi người, 979 triệu Ford Everest.
Trong này là Kia Sedona màu xanh, đây là phiên bản 2.2. DATH năm 2018 lăn bánh là 68.000 km. Xe tư nhân một chủ sử dụng từ đầu đang được Sài Gòn Car chào bán với mức giá là 779 triệu nha. 779 triệu trước Kia Sedona màu xanh. Bên này là Hyundai Kona, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao đánh bật Foyco Sport ra khỏi phân khúc 5 chỗ gầm cao đô thị phải không ạ? Chiếc Kona nhà em Quỳnh là phiên bản 2.0 AT. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2018. Mua mới một chủ từ đầu lăn bánh chuẩn là 40.000 km. Nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu ghế nỉ tông màu đen nguyên bản nhá. Chiếc xe này đang được Sài Gòn Car chào bán với mức giá êm ái là 465 triệu nha. 465 triệu có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Bên này là Mitsubishi Xpander số tự động năm 2021, lăn bánh 58.000 km, nước sơn màu nâu, phù hợp với cả quý anh chị nào mệnh thổ và hỏa nhé. Nội thất là ghế da tông màu đen, xe mua mới một chủ từ đầu, đã rút hồ sơ gốc cầm tay, xe rất là đẹp, bảo dưỡng đều theo định kỳ của hãng và chào bán với mức giá là 538 triệu. Trong này là Kia Sedona phiên bản 2.2 DATH, xe được sản xuất và đăng ký năm 2020. Lăn bánh 68.000 km, nước sơn màu đỏ nâu và nội thất là ghế da tông màu kem nhá. Xe cũng đã rút hồ sơ rồi và form 2020 thì rất là khỏe khoắn nhá. Đây là gần như là cái đời cuối cùng của dòng Kia Sedona sau khi mà trước khi mà ra đời Kia Carnival phải không ạ? Nó còn 2020 và 2021. Chiếc này đang được Sài Gòn Car chào bán với mức giá là 899 triệu cho quý anh chị nào quan tâm nhá. Buổi sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay thì em Quỳnh đã nhận cọc được chiếc Kia Sedona và đang đi dọn hai chiếc Kia Sorento siêu cọp nhé. Hy vọng là những cái video sau tiếp theo này em Quỳnh sẽ cố gắng hoàn thiện, tập trung đầy đủ những cái chiếc xe mới về và đang đi dọn để cho quý anh chị tham khảo, quay đầy đủ cho mọi người nhé. Và video của em Quỳnh ngày hôm nay, rất là cảm ơn mọi người đã cùng em Quỳnh Sài Gòn Car tham quan và khám phá hơn 40 mẫu xe đang có sẵn tại showroom Sài Gòn Car. Và những mức giá mà em Quỳnh đưa ra là giá mong muốn của cửa hàng. Anh chị em nào đang quan tâm đến các dòng xe đã qua sử dụng hoặc cần em Quỳnh tư vấn, có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình là 0823 07222 hoặc đến trực tiếp địa chỉ của showroom Sài Gòn Car là số 613, 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm và lái thử các dòng xe nhé. Và đừng ngần ngại bỏ ra một ít phút đăng ký kênh showroom Sài Gòn Car, like và follow đội ngũ của em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Kissing you.